Tử vi nữ mạng tuổi Đinh Mùi 1967, trong năm 2024 Giáp Thìn. Tổng quan tử vi. Năm sinh Đinh Mùi 1967 nữ mạng. Vào năm 2024, gia chủ bước sang 58 tuổi âm lịch, 57 tuổi dương lịch. Nữ Đinh Mùi 1967 thuộc mệnh thủy, sẽ phù hợp với các con số 0, 1 hành thủy, tương sinh với số 6, 7 hành kim và 2, 4 hành mộc. Nữ giới sinh năm 1967 thuộc tuổi Đinh Mùi, có ý nghĩa là thất quần chi dương, tức dê lạc đàn, mệnh thiên hà thủy, là nước trên trời. Người mệnh thủy trời sinh trí tuệ, tài hoa hơn người, đồng thời cũng rất biết cách ăn nói. Trong phong thủy bát trạch, nữ mệnh Đinh Mùi có cung mệnh là ly, thuộc đông tứ mệnh. Phụ nữ Đinh Mùi 1967 dễ tạo được ấn tượng tốt đẹp với mọi người xung quanh nhờ vào tính tình hiền thục, đoan trang. Sao chiếu mệnh, nữ mạng tuổi Đinh Mùi 1967 trong năm 2024. Sao chiếu mệnh tuổi Đinh Mùi 1967 nữ mạng trong năm Giáp Thìn 2024 là sao Thái Âm. Sao Thái Âm là cát tinh trong cửu diệu của niên hạn, chủ về danh lợi lưỡng toàn. Sao này tốt cho cả nam mệnh và nữ mệnh. Trong năm sao Thái Âm chiếu mạng, mệnh chủ cầu danh lợi đều như ý, cuộc sống tốt đẹp, vui vẻ, sự nghiệp phát triển mạnh mẽ, nhiều cơ hội bội thu tài lộc, được người giúp đỡ. Những việc như sửa chữa, dựng nhà, mua bán bất động sản cũng đều cát lợi. Người đang trong độ tuổi kết hôn tình duyên bền đẹp, có thể lập gia đình. Nếu sao Thái Âm nhục cung mệnh thì đó là người thông minh, thanh tứ, ôn hòa, rộng lượng, nhiều tài và rất ưa sạch sẽ. Sao Thái Âm chiếu mạng, nam nữ thường có cơ hội bội thu về tài lộc. Nam mệnh sẽ được người khác giúp đỡ về tiền bạc, sự nghiệp, nếu đang trong độ tuổi kết hôn có thể lập gia đình. Với nữ mạng nếu được sao Thái Âm chiếu mạng, sẽ phát triển sự nghiệp mạnh mẽ, danh lợi lưỡng toàn, sinh con. Người làm việc liên quan đến bất động sản, sửa chữa, xây dựng nhà cửa đều cát lợi. Sao Thái Âm là một sao tốt về tài lộc, tình duyên, sức khỏe. Tuy nhiên, người xưa nhắc nhở, mệnh chủ gặp sao này vẫn nên chú ý, cẩn trọng. Đặc biệt trong vấn đề đi lại, sinh nở, bệnh tật lại càng không nên chủ quan. Tiền tài dư giả, nhưng cũng không nên tiêu xài lãng phí, lên mặt với người. Vào tháng Kỵ dễ suy nghĩ nhiều, tâm lý biến đổi, nhưng cũng đừng vì thế mà buồn lo, trầm cảm. Cuộc đời con người đều phải trải qua đủ tuần hoàn của cửu diệu, thời vận thăng trầm. Vì thế, muốn phúc trạch kéo dài, mệnh chủ nên hành thiện tích đức, chú ý ngôn hành. Ngoài ra, theo phong tục cổ truyền, đầu năm và hàng tháng, mệnh chủ cũng có thể làm lễ dâng sao Thái Âm để cầu nhiều tài lộc và giảm bớt vận hạn. Vận hạn nữ mạng tuổi Đinh Mùi 1967 trong năm 2024 Giáp Thìn. Hạn của tuổi Đinh Mùi 1967 nữ mạng trong năm Giáp Thìn 2024 là hạn Huỳnh Tuyền. Khi nói tới hạn Huỳnh Tuyền, người xưa có câu Huỳnh Tuyền bệnh nặng nguy vong, tam kheo đau mắt, đề phòng tay chân. Vậy là có thể thấy, gặp nạn Huỳnh Tuyền là hoàn toàn xấu, thậm chí nguy hiểm tính mạng, cần hết sức cẩn trọng. Sức khỏe, như câu nói ở trên, rõ ràng có thể thấy hạn Huỳnh Tuyền chủ về bệnh tật. Người gặp nạn này dễ mắc đau đầu, chóng mặt, ảnh hưởng nhiều tới sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt các bệnh liên quan tới mắt, tay chân. Do đó, trong sinh hoạt, công việc hàng ngày cần phải được chú ý. Vấn đề sức khỏe cũng phải chú ý giữ gìn, nên xây dựng kế hoạch làm việc, nghỉ ngơi hợp lý và khoa học, nên luyện tập, trao đổi sức khỏe. Đối với người cao tuổi bị cao huyết áp, cần áp dụng chế độ dinh dưỡng riêng biệt, giảm lượng muối, mỡ và chất kích thích, vì những thực phẩm này rất có hại cho bệnh nhân cao huyết áp, tai biến, đột quỵ. Làm ăn, hạn Huỳnh Tuyền sẽ mang tới khó khăn bất lợi, sẽ dồn tới nếu công việc kinh doanh buôn bán bằng đường thủy hay liên quan tới sông nước. Vì Huỳnh Tuyền chính là suối vàng, tham gia vào các hoạt động,
kinh doanh buôn bán trên sông nước sẽ cực kỳ nguy hiểm khi gặp phải nạn này. Tốt hơn hết, nên tránh những hoạt động kinh doanh này để không gặp phải hậu quả khôn lường. Cần tránh đầu tư kinh doanh quy mô lớn, không vay mượn tiền hay nhận bảo lãnh vay tiền, không đi đến những chỗ sông nước. Nguyên tắc chung để tăng cường may mắn, hạn chế điểm xấu là tu nhân tích đức, chăm làm việc thiện. Đây đều là những điều nên làm, nên không phải gặp năm hạn mới thực hiện, mà cần làm thường xuyên, sẽ giúp tăng thêm phúc đức, vận may. Khi gặp hạn huỳnh tuyền, người gặp nạn này sẽ dễ mắc bệnh tật. Một khi có bệnh tật sẽ lại dẫn tới nhiều hệ lụy khác. Bạn sẽ phải hao tốn tiền của vì thuốc thang, chữa trị, không những vậy còn tốn thời gian công sức, chẳng thể tham gia vào những hoạt động, công việc khác. Sức khỏe không tốt dẫn tới không thể làm tốt công việc, kinh doanh, không đưa ra được ý kiến, quyết định đúng đắn, dẫn tới nhiều thất bại, khó khăn, thậm chí có thể khiến cuộc sống trở nên bế tắc. Khi đầu óc chẳng còn được tỉnh táo, thì sẽ đưa ra những quyết định không đúng, dẫn tới nhiều tổn thất. Vì huỳnh tuyền là suối vàng, nên tuyệt đối tránh xa sông nước. Tam tai, không phạm. Kim Lâu, năm 2024 Giáp Thìn, gia chủ 1967 Đinh Mùi là 58 tuổi, phạm Kim Lâu Xúc. Kẻ chăn nuôi gia súc, tuy đây là vận hạn không liên quan trực tiếp tới con người, nhưng gây họa đến gia súc, làm ảnh hưởng tới kinh tế gia đình. Hoàng Ốc, năm nay tuổi của bạn là Nhất Cát, không phạm Hoàng Ốc. Nhất Cát hay còn gọi là Nhất Kiết, có câu Nhất Kiết an cư, thông vạn sự, nghĩa là làm nhà tuổi này sẽ có chốn an cư, mọi việc thuận lợi, cực kỳ tốt. Thái Tuế, không phạm. Tổng kết, qua những phân tích, đánh giá bên trên, chúng ta có thể thấy năm 2024 là một năm cực kỳ đẹp, để gia chủ 1967 có thể tiến hành xây sửa nhà cửa. Nếu gia chủ 1967 bỏ lỡ, thì phải đợi rất lâu sau mới có một năm đẹp như thế này để làm những việc trọng đại. Chú ý, nếu không làm nhà năm này, gia chủ 1967 có thể cho mượn tuổi xây nhà. Nếu quý bạn thắc mắc rằng việc cho mượn tuổi xây nhà có ảnh hưởng gì không? Thực tế cho thấy, việc cho mượn tuổi không ảnh hưởng gì đến bản thân, mà đây là việc tốt giúp người khác tránh được hạn, tam tai, kim lâu hay hoang ốc trong năm. Tuy nhiên, khi cho mượn tuổi cần phải ghi nhớ những điều sau. Không cho mượn tuổi khi đang chịu tang. Không cho hai người mượn tuổi cùng một lúc để tránh xung đột. Khi cho mượn tuổi, bản thân không chịu ba hạn tam tai, kim lâu, hoàng ốc. Cúng dâng sao thái âm. Thời gian cúng giải hạn sao thái âm vào 22 giờ đến 24 giờ, hướng về chính tây để làm lễ giải sao. Lưu ý, để việc làm lễ cúng giải hạn được tiến hành suôn sẻ, thì trong nhà nên treo nhiều đồ vật cát tường, cầu may, hay dùng trang sức đá quý màu đen như mã não đen, thạch anh khói. Để giải hạn được sao thái âm, mọi thứ cần chuẩn bị phải có màu vàng. Trường hợp nếu những thứ khác có màu sắc khác, thì dùng giấy màu vàng gói lại hoặc lót giấy màu vàng xuống phía dưới, sau đó đặt lễ lên trên. Khi cúng, dùng một cây diều chặn phía trên, nếu có, lấy vải đỏ che kín bài vị và diều, đặt đằng sau ba nén hương đã dâng. Xem tử vi nữ mạng tuổi Đinh Mùi 1967 năm 2023 theo 12 tháng. Tháng 1 âm lịch, một tháng đầu xuân năm mới, quý bà có thời gian vui xuân hạnh phúc, an yên cùng con cháu. Hơn nữa trong tháng này cũng có nhiều tin vui đưa tới, cuộc sống trải qua khá thoải mái. Tháng 2 âm lịch, tử vi Đinh Mùi nữ mạng năm 2023 dự đoán, tháng này quý bà cần chú ý khi khởi sự đầu năm, dễ gặp cản trở do có người phá hoại việc làm ăn kinh doanh. Ngoài ra, khi xuất hành ra ngoài, cần cẩn thận xe cộ, tránh gặp tai nạn không nên. Tháng 3 âm lịch, tử vi năm 2023, đối với quý bà tuổi Đinh Mùi thì tuy công việc không mấy khởi sắc, nhưng lại có lộc về phương diện ăn uống, dễ được người thân hay bạn bè mời đi ăn món ngon. Tháng 4 âm lịch, một tháng chủ về sức khỏe không tốt, chú ý bệnh liên quan đến huyết áp kém.
quý bà cần thường xuyên rèn luyện thân thể và thăm khám để kiểm tra đảm bảo sức khỏe ổn định. Tháng 5 âm lịch, vận hạn tuổi Đinh Mùi năm 2023 nữ mạng, tháng này dễ có tài lộc may mắn đưa tới. Nếu quý bà có ý định mở rộng hay đầu tư, nên tiến hành trong tháng 5 này để mọi sự hanh thông hơn. Tuy nhiên, cần cẩn thận giao kéo kẻo gặp tai nạn. Tháng 6 âm lịch, tử vi 1967 năm 2023 nữ mạng, chủ về công việc gặp nhiều khó khăn, không mấy tiến triển. Quý bà nên chuẩn bị trước để chủ động trong mọi tình huống, giải quyết một cách nhanh chóng những bất lợi này. Tháng 7 âm lịch, tháng này chủ về tình cảm gia đạo, gặp nhiều chuyện buồn phiền đưa tới, thiếu sự hòa khí giữa các thành viên, dễ có xung đột gây mất tình cảm đoàn kết trong nhà. Quý bà cũng đừng vì những chuyện này mà lo nghĩ khiến tinh thần mệt mỏi. Tháng 8 âm lịch, tử vi nữ mạng tuổi Đinh Mùi năm 2023 dự đoán, tháng này là một tháng không mấy thuận thành. Đối với quý bà sinh năm 1967, chủ về hao tán tiền của vào các dự án kinh doanh buôn bán và chú ý lời ăn tiếng nói, kẻo có thị phi, rắc rối. Tháng 9 âm lịch, công việc làm ăn trong tháng có nhiều bất lợi, không đạt hiệu quả như mong muốn. Tuy nhiên quý bà chớ nên lo lắng, bởi sẽ gặp được quý nhân hỗ trợ, vượt qua giai đoạn khó khăn này. Tháng 10 âm lịch, tháng này cần chú ý nhiều về sức khỏe không tốt, dễ bị đau ốm, chủ yếu là các bệnh tuổi già. Hơn nữa, trong gia đình có thể gặp nhiều chuyện buồn phiền, quý bà cần tiết chế cảm xúc, giữ tinh thần thoải mái, tránh suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Tháng 11 âm lịch, tử vi nữ 1967 năm 2023 cho biết, sau mấy tháng có nhiều chuyện không vui đưa tới, thì sang tháng 11 này, do được âm phù dương trợ, mà vận số của quý bà tuổi Đinh Mùi trở nên tốt đẹp hơn, mọi sự hanh thông, gặp hung hóa cát, quý bà nên thực hiện các dự định trong tháng này để gặp nhiều may mắn. Tháng 12 âm lịch, tử vi nữ mạng tuổi Đinh Mùi năm 2023 cho biết, tháng cuối năm cần phải chú ý ăn nói, kẻo gặp phải thị phi, đồng thời cần chuẩn bị giấy tờ cửa quan đầy đủ, tránh gặp rắc rối, phiền phức. Vừa rồi, chúng tôi đã cung cấp cho quý vị những thông tin bổ ích về tử vi quý bạn nữ mạng tuổi Đinh Mùi 1967 trong năm 2024 Giáp Thìn. Để biết thêm nhiều thông tin hữu ích hơn nữa, quý vị hãy nhấn like, đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được thông báo về kênh. Nếu có thắc mắc về các vấn đề liên quan, quý vị vui lòng để lại bình luận phía dưới. Rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn.